của chính chúng ta. Hôm nay mọi người thấy có gì khác không ạ? Đẹp trai, có gì đúng không ạ? Nhét được không? Khác với mọi khi là hôm nay là dài hơn, cũng đúng luôn vì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Đầu tiên là được gặp tất cả những người mà yêu thương. Hôm nay ở đây có, lát nữa chúng mày không hôm nay sao? Bây giờ, ở trong kia là em nhìn thấy rồi đúng không? Không khí ngoài này rồi. Thì hôm nay là đầu tiên em được gặp live thì em cái cảm xúc của em nghe lời này như thế nào? Đây là lần đầu tiên mà cảm giác đầu tiên mà lên trên đây gặp mọi người thấy mọi người đến rất là đông, mình là cảm thấy rất là xúc động và rất là vui khi mà mọi người đến rất là đông thế này. Và không biết là ở đây có bạn nào ở rất là xa và đến đây tham gia chương trình tối nay cùng với lại mình bên đây không nhỉ? Cũng có rất là nhiều bạn ở xa đến và rất là cảm ơn các bạn hôm nay đã đến đây tham dự cùng với lại tôi giờ đây là cảm ơn các bạn. Vâng ạ, có thể chúng ta sẽ không có dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Đầu tiên tôi được từ cách đuôi vàng của người cho tôi của anh ạ. Vâng ạ, xin lỗi, chúc tôi xin một cái ghế nữa. Chúng ta sẽ cùng ngồi đây nói chuyện và cùng chia sẻ với nhau về tất cả những cái điều mà trong suốt quãng thời gian vừa qua. Thì ngay bây giờ thì có lẽ là sẽ không thể đi chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu học câu hỏi cho mình chính. Vì đối với những cái buổi offline như này thì nó bắt đầu thì chưa có cũng không có biểu diễn nghệ thuật mà hôm nay chúng ta sẽ chỉ hát và chơi. Ok, là bây giờ ạ, tôi sẽ hỏi bây giờ một vài câu hỏi trước, sau đó thì tôi sẽ điều lệ thích cái quyền được hỏi cho tất cả các bạn đúng không ạ? Thứ nhất rằng ngày hôm nay thì rất là nhiều bạn ngày hôm nay có mặt đây có rất nhiều câu hỏi dành tặng cho cái người vlog thực sự là đang rất là hot như bây giờ. Đến giờ này bạn bắt đầu làm vlog ạ, là từ năm nào bạn nhớ? Tôi bắt đầu làm vlog từ năm 2014 mà thôi, tức là mình sau đó gần cũng các bạn rồi, chúng tôi thì có hơi có gì đấy là thì mình bắt đầu làm vlog từ không phải làm vlog mà làm video đăng lên trên YouTube từ năm 2014 đến bây giờ là được khoảng tầm gần 4 năm 3 năm ấy, 3 năm, gần 4 năm đến 2018 là 4 năm. Gần 4 năm mà hiện tại thì tôi nhìn qua qua thì tôi người cũng còn khá đấy. Và huy chương, huy chương vàng bạc đầy đủ hết. Tôi nhìn thấy cũng khá là sống khá vì là 4 năm mà để làm được như bây giờ thì có lẽ là đạt được vị trí của bạn bây giờ thì tôi tin chắc rằng bạn đã có thể có một sự đánh đổi rất là nhiều. Không biết là phía gia đình của mẹ có được không? Nghĩa là đúng không? Bây giờ con cái bắt đầu lớn rồi đúng không? Nhưng bố mẹ đang ở đây ạ, con cái lớn rồi xong suốt ngày cầm cái điện thoại. Các bạn ơi mình thế này mình thế kia xong rồi chia sẻ về cuộc sống này nọ. Trong khi cũng đem lại tiền nong cho gia đình thì đương nhiên là tôi tin chắc rằng bố mẹ có phản đối không? Cái thần kinh chống hổ cũng bớt rất nhiều và cũng thấy là cái việc mà lần đầu tiên cũng thay đổi giờ
là bí lúc á, nhìn trên YouTube này gom thật, khi ra đường cũng lơ như thế này cũng gom thật, nhưng mà thực ra là mỗi người có một cái nghề và cũng rất rằng cái điều đấy là cái chuyện hết sức bình thường đối với những cái bí lúc người ta bây giờ. Nó không biết rằng đấy là về phía nên là cái nhìn của người ngoài vào, nhưng mà tôi đang hỏi về cái áp lực của gia đình. Có rồi, bạn bị áp lực về kinh tế khi gia đình, ví dụ là mình lớn rồi đúng không? Nghĩa là như con nhà người ta là mình phải đi làm một tháng lương, ví dụ là 3 triệu hay 5 triệu rồi là đưa về cho gia đình để giữ lại một ít tiền tiêu kiểu như thế. Thì không biết là cái cảm là cái lúc đấy thì bố mẹ suốt từ năm 2004 đến 2014 giờ và thời gian đầu chắc là sẽ luôn gặp rất nhiều khó khăn, một năm bạn sẽ không có những quả gì cả. Thì trong suốt thời gian đấy thì gia đình quá thiệt với bạn không? Thật ra gia đình lúc đầu thì cũng không quá lực gì cả, đến hiện tại bây giờ thì gia đình cũng ủng hộ công việc của mình. Là cũng bắt đầu như anh Tú lên chia sẻ thì bắt đầu làm kinh tục đến bây giờ thì trong khoảng thời gian 4 năm thì là 3 năm đầu tiên khó khăn nhất. 3 năm đầu tiên là hầu như là không có gì. Thế cái máy quay khoảng tầm 7 triệu thôi, em rất nó kiểu là 7 triệu rồi đấy, rất là to. Mà phải đi vay gia đình rồi là về để mua cái máy quay đấy, không có việc mình thì nó nói chung là nó là cái đam mê. Nên là mình sẽ phải cố gắng thực hiện thì đam mê đấy của mình, dù cho khó khăn nào cũng thì vẫn phải cố gắng. Thực ra thì cũng nhân dịp này thì hôm nay tôi biết là ở phía gia đình của Nam á cũng có bố Nam cũng như người thân lên đây thì trước hết cho các bạn cho mời bố đây không? Bố em với lại anh. Xin mời tất cả gia đình của Nam lên đây đi ạ. Vâng ạ. Chúng ta gặp mấy giờ qua rất là nhiều những cái video trên YouTube rồi, nhưng mà chưa bao giờ Nam giới thiệu về gia đình của mình. Còn ngày hôm nay là buổi họp đấy rồi. Xin mời cô. Em đây. Đó. Từ nhà, từ ở quê mình thì rất là xa đến đây thì ủng hộ cho con trai thì có lẽ là tôi nghĩ rằng đây tình cảm cũng không hề nhỏ đâu ạ. Vâng. Yeah. Chia tay chào bố đây lớn cho gia đình chúng ta đúng không ạ? Em có chia sẻ thì gia đình mình xin giới thiệu các bạn thì đây là bố mình, em gái, đây là bố em. Các bạn xem clip bạn biết đúng không? Toàn ngành đúng rồi, đấy nhưng mà nào xem clip của mình và đây là bố là cái người ủng hộ cho em rất là nhiều đúng không? Vâng, và hỗ trợ em rất là nhiều clip gần thời gian gần đây trong cái thời gian mà khó khăn nhất về mọi thứ. Ok, ngày hôm nay chúng ta đã có mặt tất cả gia đình ra ở đây rồi. Mặc dù là vẫn còn thiếu thành viên nhưng mà anh nghĩ rằng cái động lực mà để mọi người nên để bọn em đấy biết là cũng rất là lớn rồi, thì cả lớp lớn thì cho phép cho được xin mời phỏng vấn chú một xíu đúng không ạ? Thì cũng như vừa rồi nói là chia sẻ là gia đình cũng ủng hộ thôi, nhưng mà trong suốt con cháu cũng nghĩ rằng trong suốt một năm hoặc hai năm mà không đem lại kinh tế, mà một ông con trai nó lại 18 tuổi quê rồi mà một năm rồi lại vay tiền gia đình đi làm mà không có kinh tế gì, thực sự đây có phải chúng ta chia sẻ thực sự đi thì là chú có cái cảm nghĩ gì và có đặt niềm tin vào Nam không ạ? Rất đơn giản đây, trong thực ra thì cái vấn đề mấu chốt chú không phải gì, chú không có trả lời. Vấn đề của cháu phải là chú có áp lực khi mà lên một ông nhà chú có mấy người ạ? Nhà có hai em ạ. Thế thì đấy, em còn nhỏ mà anh thì lớn rồi mà là tôi thực sự là có cả đúng không ạ? Mà ví dụ là trong suốt 2 năm rồi mà toàn là 24 mà không có tiền. Có những gia đình thì chú có cảm thấy là con mình có áp lực không ạ? Còn chú có áp lực chính bản thân mình là đấy lớn rồi phải cảm thấy gì, suốt ngày cầm điện thoại rơ này, chú có áp lực gì không ạ? Bao giờ cũng bị vậy, nhưng mà được cái là rất là mừng là mình đã thực sự là Nam đã rất là nhiều thiết cái công việc và đến bây giờ thì gọi là có gặt hái rồi, có thành công rồi, thì nên là mới có cái buổi họp ngày hôm nay thì cũng
thay mặt cho những người yêu quý Nam thì xin cảm ơn chú cũng như cảm ơn gia đình nhà mình đã tạo cho chúng ta một cái con người mà có lẽ là rất là nhiệt huyết công việc và để đến ngày hôm nay truyền lửa cho rất nhiều những bạn trẻ sau này nếu có ước mơ mà làm con đường theo đường như Nam đang đi thì có lẽ có động lực rất là nhiều và cũng hy vọng rằng tất cả các bậc phụ huynh chúng ta ngày hôm nay đi cùng con mình đến đây thì thấu hiểu phần nào cái công việc này không phải là đôi khi cũng có là để chơi để giải trí nhưng nó cũng thực sự là một công việc mà cũng đem lại những cái thành quả nhất định chứ không phải là chúng ta cứ cắp sách đi làm hàng sáng à đấy cắp tát đi làm tối về xong rồi lương tháng ra 3 triệu là chúng ta ổn định cuộc sống cũng có mỗi người bây giờ xã hội phát triển thì rất là nhiều ngành nghề và videographer cũng là một nghề và cũng như là rất là quan các bạn phụ huynh ngày hôm nay thì cũng mong tất cả quý vị hãy thông cảm cho con em của mình nếu như có những dự định mà tiếp bước giống như NTN đúng không ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng ạ. Ở ngay bây giờ thì tôi sẽ xin phép mời gia đình nhà mình về vị trí và chúng ta tiếp tục chương trình và chúng ta tiếp tục gọi là tóc mẽ. Chúng ta sẽ hôm nay coi như chương trình nói thật. Ok. Vừa rồi Tú đã hỏi một số cái thông tin